không biết. Bạn kia đang bị mắc kẹt có khe đá. Mình phải giải cứu cho các bạn đấy nhá. Đâu rồi, mắc không ám không? Em ơi nhẹ nhẹ nhá. Các bạn lại bị mắc kẹt đau quá đấy. Nhẹ nhẹ thôi nhá, các bạn đi đau chân đấy. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Ôi, em cho các bạn xem đi. Một chú khủng long đáng yêu chưa này. Đáng yêu quá, để ở đây. Đây, chị cứu bạn ở trong xa nhá. Wow, bạn đánh chó cái đuôi bạn đi bị cắm hang đá rồi em ạ. Để chị kéo, để chị kéo bạn đi ra. Ôi, khủng long ơi, chịu khó nhá, cố lên một chút. À, sắp được rồi, được rồi. Wow. Ui, lọt, cả lóc xe này. Ôi, cái người của bạn ấy bị đau quá này. Ôi, khủng long ơi, nằm đây nhá. À, Su, cứu bạn ở trên đây kìa. Trời ơi, chân bạn ấy đang vào cái khe rồi. Từ từ thôi em, nhẹ thôi. Ôi, trời ơi, khổ thân bạn này quá. Ôi, bạn nằm đây nhá. Còn một bạn ở trên cao nữa, từ từ thôi em. Cái lưng của bạn ấy đang bị khe đá kẹt đấy. Bây giờ chúng mình phải làm thế nào cho nó nhẹ nhàng nhá, Su nhá. Chị đỡ đằng trước, em ấy đằng sau nhá. Rồi, được rồi. Có bạn này nữa. Su bắt nốt bạn đấy đi. Để chị cho các bạn đi ra đây nhá. Bạn đấy đang bị mắc kẹt kìa. Có khe đá rồi, chị ơi. Ừ, đúng rồi, cái chân của bạn này ở khe đá sâu quá. Em ơi, em kéo từ từ nhá. Để chị đẩy cái đuôi, còn em kéo đằng trước. Rồi, cố lên, khủng long ơi, đau không em? Rồi. Trời ơi, vậy là chị em mình đã cứu được mấy bạn khủng long nhỉ, Su nhờ? Các bạn được cứu rồi, các bạn ơi còn đau không? Để em về đây thả nhé. Chị em mình về các bạn đi ra theo ta ra chỗ kia đi. Cho các bạn ấy ăn nhé. Chị ơi, con này này em con nhỏ. Thế để Su về con đấy, chị về con này nhá. Wow, các bạn chị dạ. Mau xinh xắn ơi. Chúng mình đi ra kia nhá, chị sẽ cho các em ăn nhá. Nào đi nào Su. Dạ. Rồi, chúng mình đi ra đây thôi. Đi Su ơi, đây Su ơi. Chúng mình đi đây. Ô, có quả đi. Nào đi nhìn đi. Đây, em mời cho bạn ngồi đây. Đấy, em ngồi lên đây, hai chị em mình ngồi lên đây nhá. Cho bạn khủng long quả. Ôi, em cho các bạn ngồi dậy đi. Các bạn khủng long chắc là đói lắm đấy. Bởi vì mắc kẹt như thế, không biết bị mắc kẹt từ khi nào Su nhỉ? Em cho bạn này ăn đấy. À, chị em mình phải mua kẹo mút đúng không? Đấy, chúng mình cho các bạn ăn kẹo mút đi. Em cho một bạn ăn quả. Này, ăn quả đi. Em cho bạn ăn khủng long ơi, ăn thì ăn đi nhá. Khủng long của chúng ta may quá, chúng mình mua đủ cho các bạn ăn luôn. Thôi chị em mình hôm nay không ăn nữa, để cho các bạn ăn nhé. Úi, bạn ấy đói quá đấy, mồm bạn ấy há to chua. Cố xuống cho bạn ấy ăn à? Đây khủng long ơi, ăn đi nhá, ăn đi rồi chồng mình nhá. Bạn ấy ăn quả ý no rồi. À thế à, lần sau đừng có đi vào hang nhá. Ở cái hang ấy mắc kẹt là các em khổ lắm đấy. Bạn ấy bị sốt. Ở đấy sốt hết cả người ra này. Chắc là bạn ấy đau quá nên là bạn ấy dậy ấy, đúng không? Bạn ấy còn bị nhức đấy nữa nhở. Trời ơi, may nhưng mà không sai mà, chỉ là ngoài da thôi, các bạn nó không bị làm sao cả. Các em ăn đi nhá. Thôi, con chị em mình về đi. Xong ngày mai chúng mình lại ra đây thăm các bạn, đến xem các bạn đấy nhá. Ăn no chưa nhá? Tạm biệt các bạn khủng long nhá. Hai chị em chị về đây, về thuê. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và